Xin chào các thầy cô. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các thầy cô một cái mẹo mà chúng ta có thể ghi lại và lưu lại cái buổi dạy của mình. Để có những cái bài dạy rất là hay chúng ta có thể lưu lại để phát lại cho học sinh hoặc lấy làm kỷ niệm. Hoặc là chúng ta có thể là ghi trên màn hình này, rồi là chia sẻ âm thanh ở trên màn hình này, vân vân. Tôi sẽ đến với ví dụ cụ thể tôi giới thiệu cho các thầy cô nhé. Thì với vào lớp học sau tôi vào phần phát trực tiếp trực tuyến này như các thầy cô đã dạy, sau đó mở Zoom lên. Vì khi đó màn hình hiển thị ra đây là cái phần multi, đây là cái phần cho chúng ta biết là phần âm thanh này được kết nối vào phần video chưa được bật, chúng ta bật lên này. Đây là đang gạch chéo. Tiếp theo là phần này, này bạn này, kiểm tra số người này, là phần chia sẻ màn hình này. Cái phần này là phần này giúp chúng ta có thể lưu lại được này, là cái phần record này, giúp chúng ta có thể lưu lại được buổi dạy. Tôi sẽ bấm nhé, start video này, bật camera này, bấm vào record này, giúp chúng ta có thể là lưu lại cái buổi dạy. Tí nữa là sẽ báo ra xuất ra một cái video để chúng ta lưu lại được, và chúng ta bấm share screen này, giúp chúng ta có thể là chia sẻ cái màn hình hiển thị và chúng ta dạy học sinh này. Ví dụ chẳng hạn là tôi có một cái và tôi muốn đưa cho học sinh này chẳng hạn. Thì ở trên màn hình nó vướng cái chữ Zoom này chẳng hạn, thì các thầy cô sẽ bấm ẩn thông báo để đỡ vướng. Tiếp theo trên này có này, đây là cái phần quản lý âm thanh này, phần camera này, phần quản lý người dùng này, phần share là phần chia sẻ này, dừng này, đây là phần vẽ này, cho phép chúng ta có thể đánh dấu này, đây là draw này, vẽ này, chúng ta có thể là viết một cái chữ gì đấy, ký tự ở đây này, nếu không thích chúng ta có thể clear đi này, vân vân này, hoặc chúng ta có thể là phần text này, text để giúp chúng ta có thể đánh bổ sung thêm một cái văn bản khi chúng ta đang chỉnh chiếu, bổ sung thêm này, thêm khi đang dạy này. Bởi vì khi chúng ta đang chỉnh chiếu rồi thì chúng ta cần phải bổ sung thêm, không thể nào mà lại bật đi bật lại được, chúng ta lại chỉnh chiếu ngay đó này. Đây là thứ tẩy này, giúp chúng ta có thể là sửa những cái hình vẽ của mình nó không được chính xác này, hoặc đây là những hình vẽ này, vân vân này. Đấy, chúng ta có thể vẽ thêm cho học sinh này. Chúng ta muốn chuyển sang chuột của chuột này, hoặc chúng ta có thể muốn chuột có hình sáng chẳng hạn, là chúng ta sẽ bấm lại cái nút này. Spotlight này, đấy, giúp chúng ta có thể là chỉ có cái điểm sáng hơn, học sinh sẽ nhìn được tốt hơn này, vân vân. Đấy, chúng ta sẽ khám phá cái phần cái thanh này, đấy là cái phần Anode này. Tiếp theo là cái phần Mo này, giúp chúng ta có thể là chia sẻ toàn bộ cái phần âm thanh ở trên máy này. Một cái phần này là phần vô cùng quan trọng mà hôm vừa rồi tôi đã gặp một số các cái lỗi, ví dụ như chẳng hạn là cái phần sâu niên này, ợp này, no này, đây này chính là cái phần là mà chúng ta vừa mới vào chúng ta vẽ này, đây này. Đấy, thì khi có học sinh vẽ bậy là chúng ta sẽ phát hiện được rằng học sinh nó vẽ bậy đấy, thì nhiều thì chúng ta sẽ biết được ngay là cái bạn đấy bấm vào phần này, chúng ta sẽ biết rằng ai là người vẽ bậy ở trên đấy này, và chúng ta sẽ được quyền vẽ và xóa đi ở trên đó bằng cách chúng ta sẽ vào phần này và clear đi hết này. Và clear luôn. Đấy là chúng ta sẽ xóa đi hết. Đấy là một số cái mẹo mà cho phép chúng ta có thể xử lý tốt hơn là trong quá trình dạy, đặc biệt là cái phần lưu lại buổi dạy, giúp chúng ta ghi lại những buổi dạy hiệu quả. Mà chúng ta cứ vào dạy chúng ta cứ lưu thôi, xong rồi nếu buổi dạy thành công thì chúng ta sẽ xuất nó ra. Và bây giờ thì tôi tiến hành quá trình thoát rồi này, xong hệ thống nó tự động nó xuất ra một file cho chúng ta xem. Đấy, hệ thống đang chuẩn bị là convert meeting recording, nó chạy khá nhanh. Các thầy cô chạy một cái là nó sẽ xuất hiện ra luôn một cái file MP4 luôn mà chúng ta có thể mở lên bình thường. Đợi một chút thì nó sẽ ra một cái file. Nếu mà cái giờ dạy đấy chúng ta để không cần phải lưu, chúng ta sẽ tốt thôi, mà chúng ta tắt nó đi là xong.
Và nếu chúng ta thấy cái giờ dạy rất là hay thì chúng ta sẽ đợi nó xuất ra một cái video để lấy làm kỷ niệm, và sau này mình có thể chỉnh chiếu lại. Và vâng, đây, hệ thống đã tự động xuất ra cho mình một cái file là MP4 ạ. Và chúng ta mở lên chạy bình thường video này, giúp chúng ta đi lại với buổi dạy. Ý nghĩa là sẽ báo ra xuất ra một cái video để chúng ta đi lại được một file của Stanley. Chúc các thầy cô thành công và quản lý được giờ dạy hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong các giờ học tiếp theo.